mỹ nhân tuyệt sắc, tiên nữ thoát tục. Thảo nào những gã đàn ông kia chỉ vì được gặp cô một lần mà không tiếc bỏ ra ngàn vàng. Lẽ nào phường chủ chỉ coi tôi là cây hái ra tiền? Cái ta cần đâu chỉ có như vậy. Quả nhiên ta không nhìn lầm cô. Yên tâm đi, chỉ cần cô thể hiện tốt, ta ắt sẽ cho cô gặp các chủ. Lẽ nào ở tổng đà Bích Quý Các gặp các chủ? Cô hỏi hơi nhiều rồi đó. Mùi hương trên người cô thật là động lòng người. Dân Thanh không dám nhận. Mùi hương trên người nữ nhân đối với nam nhân có sức hấp dẫn chết người. Bất cứ người đàn ông nào cũng không thoát được sự mê hoặc của mùi hương này. Nữ tử của Thiên Vũ Túy Phường luôn khiến cho người ta mất hồn là nhờ có nó đó. Cô cứ giữ nó bên mình thì ắt sẽ biết. Đa tạ phường chủ. Đàn là tiếng lòng. Trong khi đánh đàn thì tâm phải tịnh. Trong lòng không tạp niệm, đàn mới không có tạp âm. Ta không muốn làm độc sát, 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 ta không muốn, ta không muốn làm độc sát. Ta không muốn làm độc sát. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn làm độc sát. Ta không muốn làm độc sát. Ta không muốn, ta không muốn làm độc sát. Ta không muốn, ta không muốn. Ta không muốn làm độc sát. Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn. Không muốn làm độc sát. Nhà đầu đáng thương, luyện đàn tới mức tẩu quả nhập ma, nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt. Người đâu? Khoan đã. Phương chủ. Phương chủ, hình như cô ấy còn có lời muốn nói. Các người chắc đã nghe cô ta nói gì rồi. Không có. Đưa cô ta xuống dưới đi. Dạ. Không muốn, ta không muốn làm độc sát. Ta không muốn làm độc sát. Quả nhiên đúng như dự liệu của ta. Cô ta dẫn Thiên Vũ Túy Phường là có mua đồ hết.
Xem ra ám dục muốn luyện bọn họ thành những hung thần hình người. Đều đã nhìn thấy rồi chứ? Đã sớm biết cô tới Thiên Vũ Túy Phường là có mục đích khác. Hôm nay ta chỉ là để Lan Bội lộ ra một chút sơ hở mà thôi. Cô đã không thể chờ đợi nổi. Vô dụng như vậy cũng khó trách được Ly Cảnh Thiên các người lại rơi vào bước đường như hiện nay. Thật là đáng tiếc, dáng vẻ như hoa như ngọc như vậy, nếu như bây giờ cô không nói ra mục đích thật sự khi trà trộn vào đây, ta cũng sẽ biến cô thành độc sát hình người. Tôi ở trong phòng tối, mình cố sắp đặt cho vợ Bính Đình rơi xuống mật thất này. Không lẽ trong mật thất này còn có bí mật nữa sao? Sao bức tường giấu giếm điều gì? Tại sao kim điệp của ta không thể vào? Cảnh Thiên đã tìm tới đây. Này có hơi thở của người sống, họ đang nhốt ai ở trong này chứ? Chắc chắn không phải cô nương thông thường. Cấm chế ở nơi này không phải do Võ Bính Đình gây ra. Thế lực hắc ám này thật sự rất mạnh. Trong mật thất này rốt cuộc đang giấu thứ gì? Cô cũng rất quật cường hả? Bị nhốt lại cả một đêm cũng không chịu nói gì hết. Nhưng mà cho dù cô không nói gì hết cũng vô dụng thôi. Đợi tới khi giống như bọn họ biến thành độc sát hình người,
Tới lúc đó không phải cũng nghe theo ta sao? Những cô nương này có thù hận gì với cô khiến cô phải dùng thủ đoạn như vậy? Bọn họ ta không thù không hận gì với họ. Còn cô, năm lần bảy lượt muốn phá hỏng chuyện tốt của ta. Cô tưởng rằng bản thân là du nữ thì ta sẽ không làm được gì cô sao? Đừng có định giở trò bị bợm gì. Dựa vào linh lực của cô, ta khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Như vậy sẽ ít bị hành hạ hơn đó. Đối phó với một du nữ cỏn con như ta mà lại phải dùng ám du để khống chế Phương chủ, có vẻ cô coi trọng ta quá rồi. Đừng có coi mình là đúng nữa đi. Thứ như cô vẫn không đáng để bọn ta dùng thủ đoạn đó đâu. Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Lần này cô đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Xem ra ta đã đánh giá cao cô rồi. Đừng trốn nữa, ra đây đi. Với sự nhẫn nại của cô, giống chẳng phải là đối thủ của ta. Cô sao lại như vậy? Chủ sứ đứng sau lưng cô là ai? Những người bị nhốt trong này là ai? Ta sớm đã biết rằng cô là thứ chẳng dễ đối phó. Dùng thuật của ám du làm ra những chuyện nhẫn tâm như vậy, còn muốn mượn cơ hội này giá họa cho du tộc. Cô tưởng rằng có thể ung dung pháp ngoại hay sao? Dựa vào cô, e là chẳng làm gì được ám du ta đâu. Vậy sao? Hôm nay ta nhất định sẽ làm rõ chân tướng. Được thôi, vậy thì hãy phá hình nhân độc sát của ta trước đi.
Quân Nguyên Giáp giờ đã bao vây Thiên Vũ Túy Phường rồi. Hôm nay nhất định phải tiêu diệt Thiên Vũ Túy Phường này. Còn dám phản kháng, chỉ còn con đường chết thôi. Chẳng phải ta đã nói với cô không được tự làm chuyện nguy hiểm? Ta sao không nghe lời ta? Trong mật thất của Thiên Vũ Túy Phường này còn có bí mật chúng ta chưa biết. Nơi này chắc chắn có bí mật. Chủ nhân, Quân Nguyên Giáp bao vây Thiên Vũ Túy Phường, võ phường chủ đã trốn vào mật thất, tới bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Một lũ ăn hại mà. Bức tường này đã cài đặt cấm chế cực mạnh. Chúng nhốt ai ở trong đó? Liệu có phải là Tích Tà trưởng lão đang ở trong đó? Sư phụ, cho dù là sư phụ của cô thì đã sao? Chỉ dựa vào hai người không thể mở được cánh cửa này đâu. Nếu như Lăng Dương Điện Hạ chấp nhận điều kiện của ta thì ta sẽ nghĩ cách mở cánh cửa này ra. Cô muốn điều kiện gì? Nếu ta mở được cửa này thì ngài phải thả ta ra ngay. Chỉ cần Tích Tà trưởng lão không sao, bổn vương đảm bảo cô không chết. Cũng muốn mở được thạch môn sao? Bỏ đi, không kịp nữa rồi. Tứ ca, trông coi cẩn thận, thẩm vấn kỹ càng. Được. Ngươi bao nhiêu tuổi? 18. Còn ngươi? Năm nay 17. Đến đây bao lâu rồi? Một năm. Tiếp theo. Điện hạ, ngươi bao nhiêu tuổi? Có phát hiện gì không? Đã cho kiểm tra hết Thiên Vũ Túy Phường rồi. Người tiếp theo. Tôi 16 tuổi. Đến đây bao lâu rồi? 7 tháng rồi. Theo ta. Muốn bỏ trốn sao? Bắn lấy bọn họ. Mau lên. Tứ ca, vừa rồi có ám vua cải trang thành ca nữ cứu vợ Bính Đình đi rồi. Đi sơ sẩy một chút đã để cho bọn họ giải thoát thân rồi.
về Thanh Gia. Trương Thúc, cẩn thận, đám người này không phải thích khách tầm thường. Thức đi. Bệ hạ đem đám người này nổi lửa đốt hết cho trẫm. Có thể dùng tà thuật để tiến hành vụ ám sát này, nhất định là du tộc. Xem ra trẫm đối xử với du tộc vẫn chưa đủ tàn ác. Truyền ý chỉ của trẫm xuống, tìm kiếm thật kỹ, phát hiện du tộc, chém không tha. Điện hạ. Lá rơi quá thành bùn, đợi ngày qua rơi xuống rồi lá lại mọc lên. Không biết là lá phụ lòng qua hay là qua bảo vệ lá. Có tâm tình như vậy, có nguyện lòng qua bảo vệ cho lá, hay là làm lá phụ lòng qua? Tôi thì không muốn làm qua, cũng chẳng muốn làm lá. Bây giờ phòng qua này có cô giúp dọn dẹp, làm ta yên tâm hơn nhiều. Nếu như có ngày cô phải rời xa thì ta sẽ thấy không quen đó. Điện hạ giúp tôi cứu những cô gái vô tội trong Thiên Vũ Túy Phường. Tôi thay điện hạ chăm sóc hoa cỏ. Nếu như so ra, những gì tôi có thể làm cho điện hạ đúng là quá bé nhỏ. Tứ ca thống lĩnh quân quyền giáp gần như đã quét sạch cả Bích Quý Cát. Chi tiết là đã để Võ Bính Đình giải thoát. Hiện bây giờ Bích Quý Cát đã bị tổn thất nghiêm trọng, e là khó có thể tác quái. Chuyện ta đã hứa với cô bây giờ đã làm được rồi. Kết quả này cô có hài lòng không? Nhiều ngày rồi chưa được bái kiến Cẩn Tuệ tỷ tỷ, cũng không thấy tỷ tỷ tới giường qua. Không biết điện hạ ngài có biết là Cẩn tỷ tỷ thích loài hoa gì không? Chi bằng tôi mang đi tặng giúp điện hạ. Hiện giờ hoa ở đây đang nở rất đẹp. Tuệ Nhi không thích hoa cỏ, cũng không giỏi âm luật. Trong mấy năm qua, nàng ấy vì phối hợp với ta mà miễn cưỡng gần gũi với hoa cỏ, thậm chí còn phải khổ công học đàn. Nhưng nàng ấy càng làm như vậy, trong lòng ta lại càng thấy áy náy. Tới bao giờ nàng ấy mới hiểu ra, ta chỉ muốn nàng ấy sống thoải mái là được. Cận tỷ tỷ đối với điện hạ rất là thật lòng, định mới muốn thu hút sự chú ý của điện hạ. Cho dù cô vô tâm với ta, ta cũng không muốn cô cố ý gắn ép ta với nàng ấy. Ta và Tự Nhi vẫn luôn tương kính như tân, chắc cô hiểu ý nghĩa của tân khách chứ. Và giữa ta và cô, liệu có thể chỉ nói chuyện của chúng ta có được không?
nhưng Cận tỷ tỷ dù sao cũng là trắc phi của điện hạ. Ta thấy mệt rồi, có dìu ta về phòng được không? Lời thỉnh cầu này chắc cô sẽ không từ chối chứ? Chắc là điện hạ cũng không cho phép tôi từ chối. Điện hạ. Thấy hơi thở của điện hạ đã khá lên nhiều, sau này không cần tới linh lực của tôi giúp điện hạ trị thương nữa. Nhưng lần này ta tình nguyện hồi phục chậm lại. Nếu như điện hạ hồi phục chậm, bệ hạ nhất định sẽ trách phạt Hà Ngự Y, chẳng phải làm liên lụy ông ấy sao? Cũng đúng. Thất đệ, nếu như đệ còn quá yếu cần phải có người khác nhiều, xin cứ để tứ ca làm. Cho dù ta có phải cõng đệ về phòng, ta cũng tuyệt đối không chối từ. Những việc nặng nhọc này ta làm sẽ thích hợp hơn. Chỉ sợ tứ ca cứ tiếp tục ở trong phủ của đệ thì có lẽ thập nhất đệ sẽ chạy tới nói lý đó. Nếu đã như vậy, không bằng tác thành cho Lăng Dương điện hạ. Được, ngày mai ta sẽ gọi thập nhất, một trái một phải, chỉ cần chu toàn hơn. Được thôi, tới hết luôn đi, dù sao phủ của đệ đây. Đi thôi. Mình không thể cứ dây dưa mãi với Nguyên Lăng như thế này. Cho dù là mình hay là huynh ấy cũng chỉ là lúng càng sâu. Mình sẽ nghĩ cách để Nguyên Lăng quay lại với cuộc sống giống dĩ của huynh ấy. Giữa mình và huynh ấy tới đây là chấm. Đàn cất lên phá tan sự yên tĩnh, có thể gặp tri âm không còn gì hối tiếc. Trên đời này nếu không có tri âm thì ta thà nguyện sẽ xếp xó cây sáo này. Ta phải làm sao đây? Tại sao lại thấy bực bội về chuyện này? Đó chẳng qua chỉ là một cô nương lai lịch bất minh thôi. Xem ra tâm tính của điện hạ và tôi rất tương đồng. Tôi học đàn từ nhỏ, tới bây giờ mới được điện hạ thưởng thức. Hiểu tiếng đàn của cô sẽ hiểu trái tim cô. Chỉ là đột nhiên cảm thấy tôi không theo kịp tiếng sáo của điện hạ rồi. Có lẽ tôi không phải là tri âm thật sự ở trong lòng điện hạ. Không phải nàng không học với tiếng sáo của ta, mà là trái tim nàng không hề ở đây. Cô ấy là người của Du tộc, ban đầu ở quận Bình Hưng. Những du nữ đó đã chẳng ai quen biết với cô ấy, mà cô ấy luôn tự xưng mình là đệ tử của Tích Tà trưởng lão. Ngoại trừ Tích Tà trưởng lão thì không ai có thể chứng minh thật hư của chuyện này. Nhưng mà Tích Tà trưởng lão lại cứ xảy ra chuyện đúng lúc này. Du nữ Khanh Trần này rốt cuộc từ đâu tới?